Vậy, thưa quý vị, trở lại thông tin, mình lại tiếp tục cập nhật, chia sẻ những thông tin gần đây liên quan đến anh luật sư ẩn danh này. Khi bàn cãi và tranh luận về những vấn đề mà trong thời gian những ngày gần đây, một số kênh cũng đã chia sẻ về hình ảnh của các bé, các trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai có vi phạm về quyền trẻ em hay không. Và đây là một điều mà chúng ta đang quan tâm khi bài chia sẻ gần đây nhất của anh ẩn danh tối hôm qua cũng lên nhận định và cho rằng việc những cá nhân tổ chức chia sẻ những hình ảnh của trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai trong thời điểm này là không vi phạm pháp luật, là không ảnh hưởng, là không hề hấn gì. Đây có phải là một sự dẫn dắt, cố tình dẫn dắt, hay anh Sơn lại cố tình giả vờ là không biết các quy định của pháp luật, hay anh cố tình làm ngơ cái vấn đề này mà để dẫn dắt sai sự thật, để cho nhiều người hiểu sai về vấn đề này mà làm sai với các quy định của pháp luật? Xin chào chị Linh Lê. Lần đầu tiên mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Thưa quý vị, các bạn cũng đã biết về quyền bảo vệ trẻ em trên đất nước này nói chung và quyền bảo vệ trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai nói riêng cũng đã được pháp luật quy định, được cũng đã được Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông, được Cục Bảo vệ trẻ em cũng đã cảnh báo và đưa ra các cái nhận định về vấn đề là bảo vệ về quyền trẻ em này. Những bài viết, những trang báo cũng cập nhật về quyền trẻ em này được chia sẻ từ nhiều năm nay, khi mạng 4.0 cũng đã có phát triển, và khi cái hiệu ứng của luật an ninh mạng cũng đã có giá trị, có hiệu lực từ năm 2018, thì tất cả các cái cổng thông tin này chúng ta cũng đều biết về quyền bảo vệ trẻ em là như thế nào. Các nước tiên tiến trên thế giới này họ cũng đưa ra các cái nhận định về việc bảo vệ cho trẻ em, chứ không phải gì riêng nước Việt Nam chúng ta, và không phải gì riêng cái vụ mà tỉnh Thất Bồng Lai lâm sùm về các cáo buộc, về các bản án trong thời gian nhiều năm qua mà đến hôm nay mới có cảnh báo này. Chúng ta đã thấy là quyền bảo vệ trẻ em là quyền của mỗi người, từ cha mẹ, người giám hộ, cho đến là các cơ quan ban ngành, trong đó có trường học là nơi được quyền để bảo vệ cái quyền riêng tư, những thông tin, những bí mật đời tư, những hành vi xâm phạm, xâm hại đến trẻ em. Đó là một cái quyền mà được bảo vệ một cách rất là thiết thực, mà quy định của pháp luật cũng đã có đề ra. Thưa quý vị, lâm sùm trong những ngày gần đây khi tranh luận về việc mà nhóm fan của tỉnh Thất Bồng Lai, mà nhóm đặc biệt là nhóm thứ tư này, tranh luận về việc mà đăng tải những hình ảnh của trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai này lên mạng có vi phạm hay không, liên quan đến sự tranh luận của Minh Tú và những thành viên trong gia đình Thiền Am. Đối với việc tranh luận của anh Hồng Sơn trong bài viết ngày hôm qua, hôm kia có hai bài viết, anh nhận định, anh khẳng định cho rằng việc mà những cá nhân đăng tải những hình ảnh của trẻ em trong tỉnh Thất Bồng Lai lên mạng xã hội trong thời điểm này là không ảnh hưởng, không hề vi phạm pháp luật. Anh phủ nhận cho rằng đó là hình ảnh mang tính chất là thương mến, quý mến, trân quý, và hình ảnh nhớ nhung đăng lên để làm kỷ niệm. Đó là một cái sự nhận định nó cố tình, có thể là anh ta cố tình đi ngược với pháp luật, và có thể anh ta đang cố tình treo ghẹo và thách thức về các cái đơn tố cáo của Minh Tú trong những ngày gần đây khi tranh luận về vấn đề này. Các bạn cũng đã nghe và đã thấy trước đây khi Thiền Am xảy ra biến cố về lùm xùm về từ thị phi cho đến các bản án, thì các cơ quan ban ngành, từ Cục Trẻ Em và những người có quan hệ liên quan đến vụ việc này cũng đã lên tiếng và yêu cầu hạn chế và cấm việc đưa đăng tải các hình ảnh của những trẻ em trong tỉnh Thất Bồng Lai lên mạng xã hội bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ hình thức nào, hai các bạn, báo chí và Cục An toàn trẻ em cũng đã cảnh báo và ra một cái quyết định
rất là khẳng định, mang tính là cấm không được đăng tải chia sẻ bất kỳ hình thức nào. Như vậy việc mà anh Sơn trong 2 ngày trở lại đây anh dẫn chứng cho rằng chia sẻ hình ảnh của trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai lên là không vi phạm, anh cho rằng mang tính là chia sẻ kỷ niệm, anh cho rằng những người trong thiền am được sự đồng ý của những người trong thiền am cho nên anh mới đăng tải chia sẻ. Trong khi các bạn biết những người trong thiền am là còn lại là những cô chú anh chị lớn tuổi, người ta có thể là người ta không hiểu về pháp luật, có thể là người ta không cảm nhận được cái sự nguy hại của trẻ em, và có thể là người ta đang cảm mến hay hoặc là tôn trọng một cái tình cảm nào đó của những vị khách đến đó để chụp hình, để chia sẻ hoặc là để thăm nuôi, thăm các em trong tỉnh Thất Bồng Lai, cho nên người ta vì nể cho nên người ta mới cho chụp. Đó không phải là cái sự đồng ý mà là sự đồng ý miễn cưỡng, trong khi luật cũng đã có quy định rồi, bất kỳ hình thức nào cũng không được quyền được phép. Và người trong thiền am ở thời điểm đó là cô Thu, cô Cúc, là người giám hộ, là người đại diện hợp pháp cho những trẻ em trong thiền am. Báo chí và cục trẻ em cũng hạn chế cho rằng những người trong thiền am nên hạn chế hoặc không thể chia sẻ những hình ảnh của trẻ em ở thiền am lên mạng xã hội một cách công khai như vậy. Thứ nhất, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, niềm tin và trách nhiệm của trẻ em sau này nếu các em lớn lên, và ảnh hưởng đến cái đời sống riêng tư của các em, trong khi là các em đang chịu nhiều áp lực về các bản án, về cái dư luận, về thị phi của xã hội, mà ở thời điểm nhạy cảm này thì không thể đăng tải những hình ảnh này lên. Nhưng anh Hồng Sơn thì ngày hôm qua anh lên anh khẳng định cho rằng là điều này không vi phạm pháp luật. Có phải là anh cố gắng gượng để giải thích, và một cái sự thách thức hàng loạt rất nhiều các cái kênh được gọi là fan hội của anh Hồng Sơn này, gọi là nhóm thứ tư, ngày hôm qua đồng loạt đăng tải lên một cách rất là thách thức. Khi Minh Tú yêu cầu gỡ bỏ, và Minh Tú đã có ý làm đơn tố cáo, làm đơn yêu cầu gửi đến Cục Bảo vệ Trẻ Em rồi, thì anh Sơn này lại lên đồng loạt dẫn dắt với một cách rất là thách thức, cho rằng không ảnh hưởng và mang tính chất là kỷ niệm, mang tính chất là nhớ thương nhớ nhung. Cho nên là đồng loạt các kênh đều đăng tải lên một cách rất là thách thức. Đây cũng là một hình thức cố tình đăng tải chia sẻ những hình ảnh, trong khi anh Sơn là anh là người hiểu luật, anh biết luật, có thể là anh nắm rất rõ cái điều này, nhưng anh cố tình, anh cứ nghĩ rằng đây là một cái vấn đề nó không quan trọng. Cái nếu như có dính vào pháp lý thì cũng chỉ là dân sự phạt 5-7 triệu bạc rồi thôi. Còn anh đâu là trách nhiệm gì đâu mà anh sợ. Anh nói rằng anh không sợ bất kỳ hình thức nào, bởi vì anh không làm YouTube, anh không đứng kênh chính chủ cho một ai. Anh chỉ là la liếm lê lết từ kênh này đến kênh kia. Nếu có sự cố gì xảy ra thì anh chuồng em. Cho nên vấn đề riêng anh là anh không sợ là đúng rồi. Nhưng những cá nhân mà nghe theo lời dẫn dắt của anh mà đăng tải chia sẻ này thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng khi có đơn tố cáo của Minh Tú. Chúng ta cũng đã nghe các cái nhận định của anh Sơn trong những ngày gần đây, khi nhận định cho rằng về việc mà đăng tải chia sẻ những hình ảnh của trẻ em này là không hề hấn gì. Các bạn nghe có rất là mắc cười, nghe có rất là vô lý trong cái vấn đề này hay không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, rồi lát nữa mình sẽ đọc lại các cái quy định về các cái quyết định của Cục An toàn Trẻ Em cũng đã đưa ra cảnh báo ở thời điểm năm 2022 rồi. Ở đây chia sẻ những hình ảnh trẻ em lên không phải là kêu gọi trục lợi công khai, mà cũng là ý để kêu gọi. Mục đích của anh là gì? Người ta chỉ hỏi rằng mục đích của anh lấy những hình ảnh trẻ em này chia sẻ lên làm gì, trong khi đồng loạt các kênh YouTube, mà trong khi đó là người thiền am đang bị điều tra về tội lừa đảo trục lợi bằng hình thức là nuôi trẻ mồ côi. Các anh đồng loạt chia sẻ lên
có phải là mục đích hay không. À, chứ không hiểu là lý do gì anh thương anh nhớ hay hoặc là như thế nào, không quan tâm, không quan tâm. Nhưng trong khi là đã có quyết định là cần phải gỡ bỏ gốc những hình ảnh của trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai rồi, có cảnh báo rồi, nhưng anh lại cố chấp thực hiện cái hành vi này, có nghĩa là anh đang phản đối và đi ngược lại quy định của pháp luật, đúng không anh Sơn? Anh cố tình dẫn dắt rồi. Lát nữa mình đọc cái quy định của Cục An toàn trẻ em, bảo vệ trẻ em đã quyết định cái vấn đề này như thế nào để các bạn phải hiểu. Sao lại trẻ em lợi dụng hình ảnh trên mạng? Đó là thằng bò cưng, thằng bò. Để thằng mình đúng, mình đúng giác, mình đúng cái thằng bò đó. Kiểm tra lại đi, mình đúng cái giác thằng bò thôi bố. Vì ông đi hình lên cây như vậy, nó có đang đúng chứ đâu mà. Anh có như là anh cố tình dẫn dắt rồi đó anh Sơn. Tôi biết cái vấn này, vấn đề này tôi cũng đề ra. Thì vậy là tôi ở quý vị nghe những clip và ông Vĩnh Đoàn Âm này ta. Đoàn Âm này. Nghe lời là thằng Minh Tú hướng dẫn đó, quý vị ngủ luôn, mất thời gian, tôi khẳng định như thế. Về mặt cơ sở lý luận cũng như thực tiễn không có đảm bảo, chỉ thấy hình nắm mắt thì chụp lên vậy thôi. Đây là mù sân dâu này. Tụng tướng cái trường dồi thì không biết, không thấy hết đâu. Vì tụng tướng trường dồi thì con dồi cứ to, 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 to như cục đình. Là hiện tượng mù sân dâu. Ngày hôm qua thì anh lại lấy cái bài chia sẻ của Minh Tú lên để dẫn chứng và đánh tráo khái niệm một cách rất là ngược ngạo, trong khi là cái quyết định khẳng định của Minh Tú là nó mang tính chất thực tế, đúng theo quy định của pháp luật và bảo vệ quyền trẻ em. Chính con người lên Thanh Tú là đưa hình ảnh được không biết đó, đó nhưng mà có nói tôi thì sao tôi có thì... nhưng mà tôi thôi chứ còn hậu quả cuộc đời thì nó không có sót được, bởi vì mình làm hết người lại được rồi. Tôi nói hình ảnh là bữa trước tôi mới chia sẻ nó là hình ảnh mà. Anh Sơn đăng tải chia sẻ hình ảnh tràn lan hiện nay, hiện tại trên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh của tỉnh Thất Bồng Lai này rất nhiều, nhưng những hình ảnh đó ở cái thời điểm là chưa có đơn tố cáo. Anh nên nhớ như vậy nha. Cục Truyền thông, Bộ Văn hóa Thông tin, Cục Bảo vệ trẻ em, người ta không quan tâm khi có chưa có đơn tố cáo, người ta không biết, người ta không thấy, không nhìn. Và hiện tại là khi có đơn tố cáo của Minh Tú và sự bất bình của những người đang quan tâm đến nhóm trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai, khi họ bị khởi tố về tội lợi dụng trẻ em để trục lợi, thì chắc chắn là khi có đơn tố cáo đến Cục An toàn trẻ em thì người ta mới vào làm việc chứ. Hiện tại cứ cho anh đăng thoải mái đi, cứ đăng vô tư, anh cứ cho rằng không hề ấn gì, cứ cho đăng thoải mái. Bởi vì cứ đăng nhưng chưa có ai tố cáo, chưa có ai khởi kiện, thì anh cứ vô hình dung anh đăng đi. Nhưng khi có người tố cáo, có người yêu cầu khởi tố xử lý thì lúc đó bộ mới vào làm việc chứ, phải không các bạn? Bứt dây thì mới động rừng. Còn ở đây anh cho rằng là trước nay người ta đang tràn lan, không hề ấn gì, không ảnh hưởng gì. Cô Lan cũng có đăng đó, các Phan Thiền Am trước đây cũng có đăng đó, nhưng ở thời điểm đó là chưa có ai tố cáo, chưa có ai nói đến vấn đề này. Dù là báo chí, dù là cơ quan cũng đã cảnh báo, dù là Cục An toàn trẻ em cũng đã có cảnh báo, nhưng chưa có đơn tố cáo thì chưa có ai vào cuộc. Bởi vì bất kỳ các hình thức liên quan đến vụ án, từ tố tụng, dân sự cho đến hình sự, thì khi có đơn tố cáo thì cơ quan điều tra người ta mới vào cuộc chứ. Cái đùng đùng đâu có phải là người ta vào cuộc liền đâu. Ngoại trừ các cái trường hợp mà liên quan đến các cái hành vi mà chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, các cơ quan ban ngành, mang tính là phản động, mang tính là xúc phạm đến cơ quan ban ngành, thì lúc đó người ta mới vào cuộc. Còn bây giờ anh xúc phạm đến một cá nhân mà cá nhân đó nó không tố cáo thì làm gì cơ quan người ta vào cuộc anh Sơn? Cho nên anh đừng có chủ quan ý lại mà anh dẫn dắt kiểu này là chết đám đệ tử của anh đấy. Bây giờ là có đơn tố cáo rồi. Đây, anh giỏi, anh ngồi đó anh đăng lên đi. Anh cho rằng là đăng lên với hình thức là để kỷ niệm, để thương nhớ. Đúng, nhưng nó phải được quyền giám hộ, được quyền đồng ý và đã có quy định rồi, thì không có vì lý do gì mà đăng lên đây hết cả. Con mò bơi qua sông á,
con trâu bơi qua sau tôi cứu làm được, con bò bơi sau cứu làm được. Anh dẫn chứng thì nghe nó rất là có lý nhưng nó rất là ngược ngạo. Không biết bơi tới bên kia mà đứng ở sông 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 ngang, cái chiều ngang ngắt thôi, chiều ngang nó dài đó. Đúng không quý vị? Khi mà đăng tải lên mà chưa có ai tố cáo thì cơ quan người ta làm sao người ta vào cuộc? Người ta không lấy cái cớ gì để người ta vào cuộc cả. Nhưng phải có một tổ chức cá nhân nào đó khi có đơn tố cáo người ta mới vào cuộc. Thấy không? Bây giờ anh muốn tố cáo một ai thì phải có đơn rồi. Cơ quan người ta mới lấy cái chứng cứ đó làm bằng chứng để vào cuộc chứ. Bây giờ đùng đùng mạng xã hội người ta đăng tải tràn lan đó, cơ quan người ta cũng có muốn vào cuộc cũng không có lấy cái cớ gì để vào cuộc cả, ngoài trừ các cái trường hợp mà xúc phạm đến cơ quan tổ chức thôi. À, thì lúc đó là cơ quan mới tự động, bởi vì xúc phạm đến cơ quan điều tra, cơ quan ban ngành thì người ta nói chung là động đến ai là người ta phải lên tiếng. Nên người ta trong dân gian người ta nói ngu như bò là tự lập ra, chứ người ta không phải người ta nói gì thì như đâu ngu như bò là nó thật ra tội. Anh đang dẫn chứng ngược để nhục mạ Minh Tú, để đánh tráo khái niệm những cái quan điểm của Minh Tú khi làm đơn yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh của trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cái này mà anh lấy lại cái đoạn của Minh Tú rất nhỏ và các bạn cũng đã nghe cái bài chia sẻ của Minh Tú rồi. Ngày hôm qua thì anh lấy cái bài viết của Minh Tú lên để chứng minh, để khẳng định rằng việc Minh Tú tố cáo là vô cớ, không đủ căn cứ. Nhận được. Chúng ta đang nói trên không gian mạng du di cho, thông cảm cho Việt Nam là Lê Thanh Minh Tú là người thân thích của người thân của Lê Thanh Minh Tú ở đó. Chứ còn trên mình những pháp lý đó thì Lê Thanh Minh Tú không là gì cả, duy nhất có một cái điều là có luôn lên mà phải tìm cụ Lê Thanh Văn á, là hộ khẩu ở đó rồi, là quyền sở hữu nhà ở thì tài sản cái liền, quyền sử dụng đất và tài sản cái liền của đất này thì chỉ cần chúng tôi áp lập mạnh đó, mà cứ cụ Lê Thanh Văn lúc đó còn gì mà xem xét được cái này những điều đó không. Đăng ký hộ khẩu Thanh Trúc chỉ là cô cầm phúc đùa, cụ Lê Thanh Văn là Thanh Trúc, cụ Lê Thanh Văn không phải là ừ, các bạn nghe anh giải thích ở cái đoạn này, anh cho rằng là Minh Tú không có quyền và không phải là người thừa hành để đứng lên làm các cái dịch vụ tố cáo thay pháp lý cho Thiện Am. Các bạn thấy không, anh dẫn chứng một cách rất là vớ vẩn, anh cho rằng là Minh Tú chỉ là con nuôi của cụ Lê Tùng Vân thôi, và kể cả là cụ Lê Tùng Vân cũng không khó trách nhiệm. Anh cho rằng là cụ Lê Tùng Vân không phải là hộ khẩu tại hộ Cao Thị Cúc. Hộ Cao Thị Cúc đúng là hộ Cao Thị Cúc là người đứng tên chủ hộ, nhưng cụ Lê Tùng Vân là người đăng ký tạm trú lưu trú tại đó, và cụ Lê Tùng Vân là người được kết tội trong vụ án, là người chủ mưu trong vụ tình thất Bồng Lai liên quan đến rất nhiều các cáo buộc của tổ chức cá nhân. Thì trong vấn đề này giữa cụ Vân về mối quan hệ đối với Lê Minh Tú là cha con nuôi, đúng không? Thì cụ Vân có phải là người là thành viên của Thiền Am, là người chịu ảnh hưởng rất lớn trong hồ Cao Thị Cúc này? Bây giờ chưa nói đến là người là chủ hộ hay không chủ hộ cả, trong vấn đề này cụ Vân là người liên quan trực tiếp trong vụ án này, và Minh Tú là người con nuôi hợp pháp của cụ Lê Tùng Vân. Cụ đã ngồi 92 tuổi rồi thì cụ có quyền ủy quyền, và Minh Tú là người có quyền thừa hành các cái yếu tố pháp lý và trách nhiệm để lo cho những vấn đề đối với người Thiền Am khi các thầy, những người mà đang thi hành án. Như vậy thì anh Sơn anh dẫn dắt, anh cho rằng Minh Tú không phải là người chịu trách nhiệm, không có trách nhiệm. Minh Tú chỉ là người con nuôi của cụ Lê Tùng Vân, là vô can vô cớ, không đủ trách nhiệm để làm các cái thủ tục pháp lý để thưa kiện này. Anh nói như vậy có đúng không các bạn? Trong quy định của pháp luật chưa nói đến mà là người thân thích, người thừa kế thừa hành, mà là người được ủy quyền, nghe anh Sơn, người được quyền ủy quyền bất kỳ dù đó là ai, người ngồi hay hoặc là người thân tích. Đây, anh cho rằng Minh Tú không đủ trách nhiệm, anh dẫn dắt một cách rất là vô cớ. Anh còn cho rằng cụ Vân không phải là người đứng trực tiếp hộ khẩu của hộ Cao Thị Cúc, trong khi nhà của cô Cao Thị Cúc là hộ khẩu một chủ hộ cô đứng tên rồi. Cụ Vân chỉ là người tạm trú lưu trú tại đó thôi. Một hộ khẩu làm gì mà có hai người đứng tên. Mà anh nói rằng là cụ Vân mà đứng tên của hộ Cao Thị Cúc thì Minh Tú mới có quyền thừa hành pháp lý cho người Thiền Am. Rất là vô lý hay không?
cái từ ủy quyền ở đây anh quên rồi hả anh Sơn? Cái từ thừa hành ở đây anh quên rồi, trong khi là Minh Tú là con nuôi hợp pháp của cụ Lê Tông Vấn mà. Bây giờ hiện tại người trong Thiền Am chỉ còn lại những cụ già, những người trẻ yếu thế, người ta không hiểu về pháp luật. Thì người thừa hành, người được ủy quyền là ai? Có phải là Minh Tú hay không? Mà anh dẫn dắt, anh cho rằng Minh Tú không có quyền để đi tố cáo cái này. Các bạn thấy không? Một cái sự dẫn dắt cố, có thể là anh cố tình dẫn dắt sai pháp luật, nhưng anh vẫn biết điều này. Anh cho rằng khán giả và những người fan của anh rất ngu mê, cho nên anh nói sao là người ta nghe vậy. Ngày hôm qua anh dẫn chứng cái này mà nghe cũng mất cười. Các bạn khi nghe là rất là mất cười. Từ đó không có một cái điểm nào, cơ sở nào gọi là gia đình Thiện An của Lê Thành Tú. Lê Thành Tú không phải là thành viên của gia đình Thiện An luôn. Không là thành viên, nhưng mà trước đây là Minh Tú là người đang là con nuôi hợp pháp của Lê Tùng Vân. Minh Tú cũng đã sinh sống từ một đứa bé mồ côi cho đến lúc đủ 18 tuổi là Minh Tú đủ quyền để đi ra riêng. Như vậy thì ở thời điểm đó Minh Tú có đủ quyền là thừa hành cho người Thiền Am. Minh Tú có phải là thành viên của người Thiền Am hay không anh Sơn? Mà anh cho rằng là bây giờ anh nói rằng là Minh Tú không đủ tư cách, không là thành viên gì trong người Thiền Am. Dù là Minh Tú đi ra ngoài nhưng Minh Tú vẫn còn trách nhiệm là con nuôi hợp pháp của cụ Lê Tùng Vân. Ví dụ như một gia đình khi người con lớn lên dựng vợ gả chồng, người ta ra ngoài người ta làm ăn, người ta đi làm ăn xa, đâu có phải là người ta không còn trách nhiệm với gia đình mình. Anh dẫn chứng kiểu này là anh cho chẳng khác nào là Minh Tú là không còn gì trách nhiệm đối với Thiền Am. Rất là vô lý. Vẫn là thành viên của Thiền Am chứ. Dù là Minh Tú không còn ở trong Thiền Am nhưng trách nhiệm của Minh Tú vẫn đang còn trong hồ sơ văn bản là con nuôi hợp pháp của cụ Lê Tùng Vân mà. Vẫn là con của Lê Tùng Vân mà. Chưa cắt khẩu. Ví dụ giống như một gia đình, người con lớn lên khi làm ăn lập nghiệp gia đình, dù có cắt khẩu, dù có ra ở riêng, nhưng họ vẫn là con của một nhà chứ anh Sơn. Tại sao anh cho rằng là một người thân cật mà trở thành một người mà dân nước lã xa vời như thế này được? Anh dẫn chứng như vậy sao được? Ngay từ cái xác lập ban đầu là sai là không cần phải nói điều ra. Và kể cả lên Thanh Tú cũng không có một cái chứng cứ nào để chứng minh rằng là chính hiện nay trong thời gian là người nước trẻ, người nước trẻ trong thời gian đó là con nuôi, một trong những trẻ đó là con nuôi của Lê Thanh Tú. Đâu có phải là con nuôi của Lê Thanh Minh Tú, là Minh Tú mới được đứng đơn kiện anh Sơn. Đã nói rằng là con nuôi, đây là con nuôi của cụ Lê Tùng Vân, của Hồ Cao Thị Cúc, của người trong Thiền Am, của tất cả các thành viên trong Thiền Am, của những người đang giám hộ những đứa bé này. Người ta được có quyền để gửi đơn tố cáo, kể cả là cô giáo, thầy giáo hay hoặc là bất kỳ một cá nhân nào, tổ chức nào khi phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật là có quyền tố cáo. Đó là quyền của công dân rồi. Chứ anh cho rằng là phải là con nuôi của Minh Tú thì Minh Tú mới đứng ra đệ đơn tố cáo sao anh Văn? Anh Sơn, anh nói kiểu này mà luật sư cái gì anh Sơn? Bà kể cả không có cơ sở nào để nói rằng Lê Thanh Tú giám hộ. Có ở đó đâu giám hộ? Không ở đó là không giám hộ. Các bạn thấy nó rất là vô lý hay không các bạn? Minh Tú là đã đủ 18 tuổi, đã đi ra ngoài, nhưng gốc gác tên tuổi hồ sơ Minh Tú vẫn còn ở trong người thiền, ở trong Thiền Am chứ anh Sơn? Vẫn còn là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ của cụ Lê Tùng Vân mà. Chứ đâu phải là bây giờ Minh Tú ra ngồi là Minh Tú không còn quyền giám hộ người Thiền Am đâu anh Sơn. Các bé đâu anh Sơn? Đâu có phải là các bé đó là con nuôi của Minh Tú thì Minh Tú mới được quyền giám hộ anh Sơn. Anh nói là vậy, là anh luật sư mà anh nói như vậy là nó sai rồi anh Sơn. Giám hộ em á, là trường hợp đó là phải là trực tiếp Lê Thanh Minh Tú đó. Rồi trực tiếp, ví dụ như trường hợp cha mẹ của người bé là người giám hộ trực tiếp đó bị bệnh hay hoặc là mất hay hoặc là đi tù chẳng hạn đi, đó thì người thừa hành là ai? Anh lại nhớ điều này, người thừa hành, người đang chăm sóc, người giám hộ không phải là những người thân thích, mà kể cả là cô giáo, thầy cô và những người trong cộng đồng xã hội cũng có quyền khi phát hiện được hành vi mà lạm dụng quyền trẻ em thì có quyền tố cáo. Chứ không nói là người thân thích theo hoặc là giám hộ gì cả. Chứ gì nữa, chẳng lẽ bây giờ đi ra đường ra đời thấy một trẻ em bị hành hạ hành hung mà phải chạy về kêu cha mẹ hay hoặc là phải cần người khác, phải chờ những người là giám hộ, người thân thích mới ra mới tố cáo được hay sao? Người có quyền phát hiện
có quyền thấy các hành vi sai phạm khi xâm phạm đến quyền của trẻ em thì được quyền tố cáo. Đó là quyền công dân mà. Anh dẫn chứng vậy mà dẫn chứng được. Rắc vơ chỗ này nữa. Cho rằng Minh Tú không phải là thành viên của gia đình Thiền Anh bên bờ vũ trụ. Thì cái từ mà con nuôi hợp pháp ở cụ Lê Tùng Vân trước đây là anh cũng đã từng nhắc, từng nói như vậy là nó vô nghĩa hả? Cơ quan như vậy họ khẳng định sai hả? Minh Tú từ nhỏ đến lớn là sống trong trong gia đình của Thiền Am, không phải là con nuôi của cụ Vân hả? Cụ Vân khi cho Minh Tú ra ngoài là cũng đã đúng theo cái quy định của pháp luật. Nuôi trẻ mồ côi đến đủ trưởng thành 18 tuổi là trẻ em đó được quyền tìm cuộc sống riêng cho mình, nhưng không phải là dứt bỏ, không phải là rời xa, không phải là hết trách nhiệm, không phải là không còn quyền nữa. Đây. Anh nói vậy mà nói cho rằng Minh Tú không phải là thành viên của gia đình Thiền Am thì không có quyền, thấy không? Rất là vô lý. Nghe không? Anh nói rồi. Một năm 12 tháng, dỗ lắp được 2 lần. Để em chắc có lẽ nó ăn, lắp có 2 lần đâu. Thì làm sao chắc hổ được? Bấy nhiêu đủ cơ sở đó, cậu có gì tính mình cho có gì thấy nào. Lê Thanh Minh Tú không phải là thành viên của gia đình thì không được. Chính xác là không biết được. Nói vậy mà nói được đấy. Có phải giảng giác không phải mà? Cố tình giảng giác để xúi dục đám đệ tử của mình đăng tải chia sẻ lên đi, để cho dính bẫy, để cho dính chùm với anh cho vui. Thiền Am hiện nay đúng là có khởi tố vụ án hình sự, chưa có khởi tố bị can, không biết tới thời điểm này có chưa, nhưng tôi biết là chưa có, không tin tới tới nơi chưa nhận biết, nhưng mà đã có khởi tố vụ án hình sự mà cũng đã cơ quan lên điều tra, công an khởi tố mang đã ra cái công tổng thông tin để kêu gọi ai là người bị hại thì cung cấp thông tin về cho cơ quan anh điều tra, công an chúng ta có gì đó là gì chưa, thì cái việc đó là có. Còn cái chuyện như thế này là thế nào, như thế này ý là đưa hình ảnh, bây giờ vấn đề đưa ảnh tôi nói lại luôn, thì tôi nói trên nói lại rồi, nhưng mà số lượng người ở bên trên lại không có đề xuất. Rồi anh nói cái đưa hình ảnh này là tôi đọc cái bài báo này cho anh nha. Anh cho rằng anh hiểu pháp luật mà anh dẫn dắt anh xúi bậy người ta như thế này là chết rồi anh Sơn ơi. Xin chào Nguyễn Ngọc. Xin chào Thị Cúc. Còn trẻ trẻ gì nữa, 5 năm 6 tuổi trẻ gì nữa, nên nói đâu vậy mà mạnh dạng mạnh miệng nói, người gì đâu mà người ta giúp cho cho cha hắn, mà hắn nói là cọng rác bên sông, con người là thành cỏ rác, chỉ khinh người nào giờ chưa có ai chào bác đúng độ lắm, chỉ có tôi nghe được mình ta nói vậy, mà phải không một người đâu. Ngày hết Tết tới, người ta gửi lời với nhau. Ngày hôm qua cái bài của anh chia sẻ nói đến Minh Tú rất là mang tính cay hận, cái nhận định của anh nó mang tính rất là mỉa mai xúc xỉa, đây là thể hiện cái sự hạ cấp hèn nhục của một người luật sư đấy, nhân danh là một người luật sư tài ba, tài cao, trí thức hơn người hơn đời, nhưng lại đi mà tranh luận với một người bình thường giống như Minh Tú như vậy thì quá là thấp kém, quá là hèn nhục, mà nhận định với một cách rất là cay, rất là hèn, mang tính trả đũa. Nghe nhìn cái vẻ mặt phong thái rất là căng, là cay ha các bạn, chứ không phải là bình thường. Là tình cảm nhất. Thì hắn gửi cái lời tập đáo gì đó, cái lời coi như là người ta mấy năm trời, người ta lên trên mạng, người ta bên dịch. Cụ thể chính xác là tôi trả, tôi không nói người ta gì hết. Vậy mà hắn là nó tưởng người ta trên mạng, anh quyết là con cộng rác bên sau, mà cũng lâu rồi. Chỉ bấy nhiêu ta là phản ánh con người tính hết nữa. Dạ còn đất. Cái lời tập hình đúng là rõ là hình ảnh khi chụp chung với những cái bé trong tình trạng hoặc là lý lúc em nói rõ thì đừng có đẹp trong khi đưa lên cho nó chơi của họ thì trường hợp đó đó người Thiền Am, chính người Thiền Am chụp luôn cho đó thì đủ cơ sở, không cần phải giải thích là đủ cơ sở cho rằng là người Thiền Am không biết, vậy là người Thiền Am sao, hắn cũng chưa biết chứ không phải là hắn chưa biết, hắn cũng từng vô Thiền Am ở Thiền Am, hắn chưa biết Thiền Am là không cho quay phim, còn mấy chuyện chụp hình là người ta vui vẻ
người ta không có người thiền am chụp hình ở trong một cái bối cảnh là khi có khách đến, khi đã bị các anh yêu cầu chụp hình, và khi các anh yêu cầu chụp hình là rõ ràng phải có mục đích. Mà người thiền am khi đã bị vô cái thế là phải chiều lòng khách, cho nên là bây giờ anh nói rằng là anh lấy cái cớ đó mà anh cho rằng là những hình ảnh này người thiền am tự chụp, người thiền am tự đồng ý cho bằng anh chụp. Nhưng những người chụp hình này người ta không hiểu quy định của pháp luật, không hẳn lúc nào người ta cũng vẫn nhớ chăm băm trong đầu họ là đừng nên chụp hình, đừng nên chụp hình. Bởi vì người ta rất là lu bu, người ta rất là tất bật cho công việc. Mà những cô, những người trong thiền am là những người trẻ già non lòng, người ta không có hiểu, chứ không phải là như những người lớn tuổi. Người ta không có hiểu, người ta không có căn cứ vào quy định của pháp luật. Người ta chỉ chiều lòng, người ta mềm lòng, người ta nghe theo cái tình cảm người ta. Người ta rất là kiểu là người ta rất là tốt bụng, người ta rất là chan hòa, sống rất là nhiệt tình, kiểu như là rất là hài hòa. Khi người ta chụp hình, người ta không nghĩ là người ta vi phạm, nhưng mà người ta đã là vi phạm rồi đấy. Anh là người biết luật, anh thấy điều đó, đáng lý ra là anh luật sư, anh biết anh phải ngăn chứ, phải không các bạn? Trong khi là quy định của pháp luật và báo chí cũng đã ngăn rồi, cấm không được đăng tải, dùng và lợi dụng những hình ảnh của trẻ em trong thiền am để đăng tải lên mạng xã hội làm ảnh hưởng. Anh phải biết rõ điều này, đáng lý ra anh phải ngăn cản chứ. Mà đến bây giờ anh lại đồng cảm, anh bảo vệ cho cái sai, anh dẫn dắt người ta làm sai, chẳng khác nào là anh suối bại không? Thấy không? Anh cho rằng người ta đồng nghĩa, trong khi người ta mù tịt, người ta không học hành, người ta không hiểu luật, người ta không biết, người ta mới làm bậy làm sai. Còn anh là người làm luật, biết luật mà anh lại xử người ta làm sai nữa, thì coi như là có phải là anh đang cố tình không? Anh đang cố tình xích người ta vào cái bẫy của pháp luật hay không anh Sơn? Mà bây giờ anh bạo biện, anh cho rằng là người ta đồng ý. Người ta đồng ý trong cái sự miễn cưỡng, bởi vì người ta sợ phật lòng khách. Người ta vì tôn trọng kính nể bằng anh mà người ta mới chụp hình cho bằng anh, chứ không phải là người ta sung sướng gì chụp hình. Anh nên nhớ điều đó. Đây, anh nói đoạn nữa đây rồi tôi đọc cái bài báo này cho anh nghe cho rõ nè. Đây là một trong những cái trò lên Thanh Minh Tú diễn ra, thứ nhất là muốn xí vào đó. Chứ không phải người Việt Nam đâu, có thanh niên Việt Nam đâu. Cơ sở nào đó, tôi nói là trên mặt pháp lý của người Thanh Minh Tú không là gì. Đây, chụp làm kỷ niệm chứ đừng đăng lên. Mỗi người có cái một cái cảm nhận riêng. Còn đằng này đăng lên với mục đích là có ý đồ. Bởi vì tôi rất biết là đây là người Việt Nam là biết cho dù anh biết người thiền am đồng ý đi chăng nữa thì anh biết đây là hành vi sai phạm rồi, mà trong khi báo cũng đang quy định của pháp luật cũng đã đăng rồi, mà tại sao anh không ngăn cản người ta? Tại sao anh không tư vấn cho người ta là đừng nên chụp hình, đừng nên chia sẻ những hình ảnh của các bé lên, không nên, không hay. Quy định của pháp luật có rồi, ở thời điểm nhạy cảm này thiền am bị ảnh hưởng rất là nhiều, đáng lý ra anh phải ngăn cản những người này chứ. Nhưng đằng này anh lại xúi giục người ta, anh lại xử người ta làm những cái chuyện phi pháp như thế này, mà bây giờ anh lên anh đánh tráo cái niệm, anh cho rằng là người thiền am đồng ý bằng anh mới chụp hình. Anh rất là tráo trở không? Đầy đủ cơ sở để thấy là một lên Thanh Tú đang quậy thiền am, không muốn thiền am yêu mình. Đây là một cái sự dẫn dắt ngược nữa. Đây, suy diễn nữa cho rằng là Minh Tú yêu cầu gỡ bỏ các hình ảnh này là đang khuấy rối thiền am đây. Ấy anh nói cái vụ việc này, nếu như mà cơ quan chức năng vào cuộc là phải mời người thiền am lên. Có nghĩa là Minh Tú đang làm rắc rối cho người thiền am, làm cho người thiền am mất công thời gian khi phải vào cuộc, khi phải cơ quan vào cuộc cái vấn đề này. Khi cơ quan vào cuộc là phải mời người thiền am lên, thì anh cho rằng đây là cái vấn đề Minh Tú đang làm rắc rối cho người thiền am. Thấy không? Anh viện những cái cớ như thế này để đổ tội cho Minh Tú và
phủi bỏ trách nhiệm của mình. Người Việt Nam bây giờ là người, hai người già nằm tại chỗ thì cố gắng thì giàu không? Bây giờ không còn nữa, không còn giàu nữa, chỉ là cái giàu trong cái tim á, ngọn đèn giàu cái gì biết đó, ở xưa rồi đó, trong giàu là không còn.